Vâng em xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2022. Em là chủ kênh Lan rừng Cường Nhân Lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống với tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới thân thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888 địa chỉ nhà em ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và ngày hôm nay có những đơn hàng giá rất là siêu rẻ đấy các bác nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng HO. Chậu này thì có 3 đầu, siêu mập đẹp luôn các bác nhé siêu mập đẹp luôn các bác siêu tầm chậu này thì về làm chậu nái của năm nay hoặc là các bác có thể siêu tầm hai ba chậu như thế này về các bác ghép vào một cái chậu gỗ chơi tác phẩm luôn ho này thì thân lá đẹp mặt hoa cũng rất là đẹp các bác nhé rất là mập luôn trồng quá là yêu các bác nhé đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm và đây là khuôn bông của bông năm canh trắng ho các bác nhé rất là sai hoa rất là đẹp luôn cái này thì thân thân thủ luôn các bác nhé các bác chỉ cần siêu tầm hai chậu như này phải các bác ghép là các bác có một chậu ho siêu đẹp luôn ạ à. rất là sai hoa em quay này nó nắng nên là nó hơi bị lóa các bác nhé các bác xem ở trên video chưa được sắc nét thì các bác kết bạn với em qua zalo số điện thoại là 0349 581 888 em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm em chuyển qua đơn hàng số 2 Đơn hàng số 2 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này thì cũng có 3 đầu các bác nhé. Con nào con đấy rất là béo luôn ạ. À. Béo nung nính luôn các bác nhé. Rất béo, rất đẹp. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 là một chậu 5 cánh trắng HO. Rất là mập đẹp. Đấy, con nào con đấy các bác nhé. Béo, Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100 000 đồng cho đơn hàng số 3. Các bác có thể sưu tầm 2 3 chậu như này. Các bác ghép vào một cái chậu gỗ phải gọi là quá đẹp luôn các bác nhá. Tác phẩm luôn ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 canh trắng HO. Chậu này thì ba đầu các bác nhá. Đơn số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100 000 đồng cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 5 Đơn hàng số 5 này 100.000 đồng đấy, Những cái kỳ hạt ô vừa gọi là quá đẹp luôn các bác nhé Cực kỳ là mập luôn đấy Đây như kỳ này là vẫn đang đi ngọn này đấy, Đơn hàng số 5 Em chuyển qua đơn hàng số 6 Đơn hàng số 6 ngày hôm nay Đó là một chậu nái 5 cánh trắng HO các bác nhé Chậu này thì các bác sưu tầm đến năm nay Thì các bác được một chậu nái phải gọi là quá khủng luôn bởi vì hiện tại chậu này đang có tổng là 12 đầu 12 đầu này thì năm nay mỗi một đầu nó sẽ đẻ hai mầm gốc Chậu này 12 đầu là 24 mầm gốc luôn các bác nhé Nói chung là cứ phải tầm 2, 20 mầm gốc Chậu này chậu này năm sắp tới đây thì phải gọi là quá to luôn Giá thì rất là yêu thương các bác nhé Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng Cho đơn hàng số 6 Chậu này các bác về kích hoa thoải mái Đấy, về các bác làm hoa, làm ki Chậu này làm chậu nái, quá là đẹp luôn Đấy, đơn hàng số 6 Em chuyển qua đơn hàng số 7 Đơn hàng số 7 ngày hôm nay Cũng là một chậu 5 cánh trắng HO Chậu này thì có 5 mầm gốc đấy, Chậu này thì về các bác cũng ngắm hoa năm nay luôn Làm hoa, làm ki luôn ạ đấy, Thân nó rất là to, các bác nhé Thân cực kỳ là to, mập, đẹp luôn Quá là phê Đấy, đấy như cái thân dài này Chắc phải tầm 8, 80cm, các bác nhé ngắn này chắc tầm 6, 7 6 70 cm. Đấy, con này thì chắc phải tầm 60 cm và hai con ngắn kia chắc tầm khoảng 40 cm. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400 000 đồng Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Chậu này ngắm ngắm hoa, làm chậu nái chơi tác phẩm luôn các bác nhé Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là em có một chậu nái hồng hạ vân. Đấy, đây là phiên đầu tiên em chia sẻ hồng hạ vân tới tất cả các bác cô chú anh chị chậu này thì có hai mầm gốc đây ạ mầm nào cũng đang đi ngọn các bác nhá đang đi ngọn rất là khỏe các bác biết là năm ngoái cái hồng hạ vân này thứ nhất là nó rất là đắt thứ hai là cái số lượng ra thị trường thì nó rất là ít nên là năm nay thì phải có những cái chậu như này các bác nhá trên năm ngoái những cái kiki nó rất là đắt rất là nhiều bác chưa có giống và đơn hàng số 8 này ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng Hạ Vân một bông hồng rất là đẹp luôn các bác nhé. đấy, đấy. rất cái dòng này nó rất là dễ hoa thôi. các bác sưu tầm những chậu này về là năm nay các bác ngắm hoa luôn. một bông hồng rất là đẹp luôn các bác nhé. mầm gốc này ạ, mầm nào thì các bác nhé rất là mập, rất là to mập luôn. cái này thì nó là hàng năm ba rồi các bác nhé, đây là năm nhất của nó đây, năm hai năm hai nó là cái bi đây. Đấy, 53. Đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng hạ vân, một chậu nái luôn ngon nhé. Chậu này thì có 3 đầu. Có 3 đầu đấy ạ. Đầu nào cũng béo. Chậu này năm nay về các bác cũng ngắm hoa luôn. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu đồng. Cho các bác cô chú anh chị siêu tầm. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Chậu này chậu nái sang năm mình phải gọi là quá to luôn mà giá thì cực kỳ là hợp lý. Em chuyển qua đơn hàng số 10, đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 canh trắng phú thọ. Cái năm canh trắng phú thọ này thì các bác lấy thì em sẽ nhắc ra các bác nhé, Nhắc ra này. Chậu nào chậu đấy là béo núng nính luôn các bác nhé. Cái phú thọ này thì các bác sưu tầm 3 chậu 4 chậu như này, về các bác ghép chung là một chậu, lấy mầm gốc năm nay. Đấy. rất là béo mập, 3 chậu 5 cánh trắng phú thọ này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm Đã, tính ra là 7 đầu các bác nhá 7 đầu mà có 100.000 thôi quá là rẻ tính ra là có mười mấy nghìn một đầu rồi coi nhá mười mấy nghìn này sang năm các bác biết là năm 2 năm 2 nó phát triển rất là tốt lấy mồng góc năm nay sang năm các bác có được các bác chỉ cần mất 100.000 thôi ạ các bác sang năm được một chậu nái phú thọ quá là đẹp luôn ngắm hoa thì xuất sắc luôn các bác nhé về các bác chỉ cần ghép vào những cái chậu gỗ như này đấy sao làm là các bác ngắm hoa luôn cái phú thọ này nó rất là dễ hoa luôn các bác nhé cực kỳ dễ hoa em chuyển qua đơn hàng số 11 đơn hàng số 11 ngày hôm nay cũng là ba chậu năm cánh trắng phú thọ chậu này 8 đầu các bác nhé ba chậu này được 8 đầu rất là mập đẹp cái này các bác lấy thì là em nhấc ra là về các bác trồng lại giúp em nhé nhấc ra thế thì như là cước phí nó rẻ bởi vì là ba chậu này mới có 100 nghìn Nếu mà gửi cả chậu này thì cước nó rất là cao Cái đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác Với giá là 100 nghìn đồng Cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm Em chuyển qua đơn hàng số 12 Đơn hàng số 12 này Là hai chậu năm cánh trắng phú thọ Cái này hai chậu các bác nhé hai chậu này thì tổng là 5 đồng Đấy, Rất là béo mập luôn hai chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 80.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13 Đơn hàng số 13 ngày hôm nay Là 3 chậu nằm cánh tráng phú thọ Để 3 chậu này thì cũng là 8 đầu các bác nhé Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng Cho đơn hàng số 13 Em chuyển qua đơn hàng số 14 Đơn hàng số 14 này Em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng Đây ạ, con nào con đấy rất là béo các bác nhé nhúng nính luôn Rất béo, rất xinh Về các bác ghép chung là một chậu quá là đẹp luôn Đây là đơn hàng số 14 Em chuyển qua đơn hàng số 15 Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng 3 chậu, 5 cánh trắng phú thọ Đây là chậu số 1 ạ à. Đây là chậu số 2 Rất là đẹp luôn các bác nhé đây là chậu số 3 tổng là 6 đầu các bác nhé. Tổng là 6 đầu. đơn số 15. Và hết đơn số 15 này là hết 5 canh trắng phú thọ. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là hai đầu hồng yên thủy. Đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Vẫn đang đi ngọn các bác nhé. Yên thủy này đi gần như là xuyên đông luôn. Và đây là khuôn bông của bông hồng yên thủy các bác nhé. Chậu nái hồng yên thủy phải gọi là quá là đẹp luôn. Các bác sưu tầm về Năm nay ngắm hoa Sang năm là có tác phẩm như thế này đấy ạ Em chuyển qua đơn hàng số 17 Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng Cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm Chậu này thì cũng hai đầu các bác nhé Vẫn đang đi ngọn Em chuyển qua đơn hàng số 18 Đơn hàng số 18 ngày hôm nay Cũng là một chậu hồng nguyên thủy Chậu này hai đầu Cái này thì nó ngắn hơn các bác nhé Đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm và đơn số 18 này cũng là đơn số cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888 hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Dường Cường Hiền cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo